Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, sáng nay Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, các công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 đã cơ bản hoàn thành. Kỳ họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 12 năm 2023 tại hội trường Hội đồng nhân dân thành phố số 42 Bạch Đằng. Qua tổng hợp, tổng số tài liệu trình kỳ họp là 153 tài liệu, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố đã trình 40 trên 56 tài liệu. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ không tổ chức thảo luận tại tổ và sẽ triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo quy định. Tại phiên họp, Tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham gia góp ý trao đổi một số vấn đề cần tập trung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn ghi nhận các ý kiến đóng góp đề xuất và đề nghị các tổ đại biểu chủ động phân công, thống nhất chuẩn bị nội dung chất vấn thảo luận tại kỳ họp. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đại biểu chú trọng góp ý dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Các tổ đại biểu sớm hoàn thiện đăng ký nội dung chất vấn tại hội trường để tổng hợp. Các ban Hội đồng Nhân dân thành phố sớm hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp đầy đủ các nội dung góp ý của đại biểu, hoàn thiện nội dung thảo luận chất vấn, tiếp tục đôn đốc các cơ quan liên quan gửi tài liệu đầy đủ tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, ra soát các cơ sở vật chất, chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp diễn ra, đảm bảo an toàn hiệu quả.